Hello, xin chào tất cả mọi người, Sport đã quay trở lại rồi đây. Như lời hứa với các bạn ở video trước, chúng ta giới thiệu đến các bạn các mẫu giày Lining, các mẫu giày Lining chính hãng tầm cao và cao cấp bên Hùng. Và hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu đến các bạn các mẫu giày Lining tầm trung để cho anh em nào đi sân bê tông hoặc anh em nào không có điều kiện, không có nhiều tiền để có thể sắm cho mình một đôi giày cầu lông đắt tiền thì mọi người có thể có những lựa chọn phù hợp nhất cho mình. Cùng với đó thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người còn một số mẫu giày cầu lông Lining nữ mà bên Hùng còn hàng vì nó còn rất là ít. Nó còn chỉ còn 2-3 mẫu với lại rất là lẻ size mà Hùng sẽ giới thiệu luôn giày nữ trong video này để không phải làm một video nữa. Và sau đây thì Hùng sẽ bắt đầu giới thiệu đến anh em luôn, chúng ta đi thế nào. Ok. Đầu tiên Hùng muốn giới thiệu đến mọi người một mẫu giày mà Hùng kiếm được lẻ size thôi. Mã là Lining AITM 025. Đôi này màu cam, rất là bắt mắt. Giá gốc của nó là 1.250.000, giảm giá còn 520.000, còn duy nhất size 43 nên là Hùng bán giá hoàn vốn anh em. 520.000, chỉ còn size 43 thôi. Đây, với đôi giày này thì nó là thiết kế đế cổ điển của hãng Lining với đặc điểm thứ nhất là chống mài mòn cực kỳ tốt, rất thích hợp đi sân bê tông. Cái thứ hai nó có công nghệ chống lật và đế nó làm chỗ này nó sẽ hơi bè ra để chống lật. Về độ êm của đôi giày này thì độ êm của nó trung bình. Về chất liệu da thì anh em khỏi nghĩ, chất liệu da cực kỳ chắc chắn. Anh em nhìn có thể thấy và chất liệu da này chúng ta cũng có thể lau sạch đôi giày được. Kết hợp với đó thì nó có ép lớp lưới như này, nó không phải dùng da hết, chỗ này nó dùng lưới để giúp cho chúng ta đi nó chạm vào cái mu trên của bàn chân thì nó sẽ cảm giác nó êm mà nó dễ chịu. Đó là đặc điểm đôi giày. Với đôi giày thì nó cũng chỉ còn hai đôi size 43. Giá gốc là 1.250.000, cùng sale còn 520. Anh em nào mà may mắn đi size 43 và muốn kiếm cho mình một đôi giày với giá hợp lý và để đánh lên sân bê tông thì đây là một đôi giày rất tuyệt vời, anh em không thể bỏ qua. Đây, mặt bên này đây, thẳng size 43 anh em. Với đôi giày này thì trong quá trình mà Hùng nhập hàng nó vận chuyển ấy thì nó bị hỏng hộp mất, nên là nếu mà Hùng gửi hàng thì có thể Hùng sẽ gửi kèm vào cái hộp, một số cái hộp khác, có thể không phải giày hãng, không phải hộp của hãng, nhưng mà đây là hàng chính hãng và anh em hoàn toàn có thể check code trực tiếp trên đây, mã check code đây, anh em có thể trực tiếp check code trên trang chủ Lining, cam đoan hàng chính hãng 100% nhá. Hùng sẽ không nói lại cái này nữa nhá. Tất cả các sản phẩm giày Lining bên Hùng đều là hàng chính hãng 100%, đều là hàng chất lượng, không nhập hàng vớ vẩn nhá. Không nhập hàng vớ vẩn, không nhập hàng hết hạn, không nhập hàng keo kém các thứ nhá. Tất cả đều phải chất lượng trước, và cái thứ hai đó là phải chính hãng, và anh em hoàn toàn có thể tự tay check code trên trang chủ lining.com mà Hùng đã có video hướng dẫn anh em cách check code rồi. Thì anh em nào mà chưa biết thì có thể nhắn tin cho Hùng để Hùng gửi video check code cho. Tại tay bù số quá nên cứ phải vuốt. Ok, đó mẫu giày đầu tiên chỉ size 43. Mẫu giày tiếp theo Hùng muốn giới thiệu với mọi người tiếp tục là một mẫu giày tầm trung hãng Lining, nhưng mà nó lại áp dụng dòng đế rất là ngon ạ. Ok, đây một đôi giày màu bạc cực kỳ đẹp, khi ánh sáng chiếu vào nó lên màu rất là đẹp. Đôi giày này nó lại áp dụng dòng đế của mức giày tầm cao, nó mới hay. Hùng không hiểu tại sao bên hãng họ lại để một đôi giày tầm trung mà lại dùng dòng đế của đôi giày có thể nói là tầm cao là 1.750.000. Cái dòng đế hay áp dụng cho mẫu dòng đế này ấy, hay áp dụng cho các mẫu giày giá là 1.750.000. Tuy nhiên thì con này nó là tầm thấp hơn, nó là tầm trung. Thì chúng ta xem đặc điểm nha. Chiếc tiền này là da nó màu bạc, kiểu da nó rất là mềm. Đây, nó sẽ không làm theo kiểu lưới như đôi trước mà nó đục các lỗ thông khí ở đây. Màu bạc này đi nhìn rất là đẹp, nó đẹp hơn trong video, trong hình ảnh. Đấy, màu bạc đẹp cực. Đôi giày này cầm trên tay thì cảm giác nó rất là nhẹ. Anh em chạy thì cảm giác sẽ rất nhẹ chân. Dòng đế này thì đặc điểm của nó rất là bám nền này. Ngày thứ hai nó nhẹ, ngày thứ ba nó là êm, ngày thứ tư nó là chống lật. Đây là dòng đế của tầm cao, nhưng mà bên hãng họ lại áp dụng cho đôi giày này thì cũng hơi tò mò một chút. Tuy nhiên nó kém ở cái đôi giày tầm cao, đó là lót của nó là lót giày của giày tầm trung. Lót của giày tầm trung gần như kiểu nó là lót liền ấy anh em ạ. Gần như kiểu nó là lót liền ấy. Nó giống với mẫu này. Cái dòng đế này thì nó thường lót liền kiểu này, và với mẫu tầm trung này nó dùng dòng đế tầm cao, nhưng mà lót của nó thì lại dùng lót của tầm trung thôi. Thì đây là mẫu giày tầm trung mà. Đấy, thì đôi này rất là thích hợp cho anh em nào một là không có điều kiện để mua giày đắt tiền, hay là hay là chơi nền sân bê tông, thì đây là một lựa chọn rất là hợp lý cho anh em. Với mẫu này thì Hùng còn size 39.5, size 40, 41, 42 và 43 nhá. Và mỗi size thì cũng chỉ có 2-3 đôi thôi, có những size cũng chỉ có một đôi thôi. Nhưng anh em nào thích mẫu này thì liên hệ Hùng. Đôi này đi rất là nhẹ này, rất là ôm chân, đi êm, và da của nó anh em yên tâm là da ngon nhá. Đôi này sale 1.250.000 còn 650.000, tặng kèm hai quần càng chống trơn và một móc khóa cầu lông kim loại. Về phí ship thì khách hàng tự thanh toán nhá. Các sản phẩm giày bên Hùng thì giới thiệu thì đều là mức giá tối thiểu cho anh em, đưa ra mức giá tốt nhất cho anh em, vậy nên là anh em không mặc cả phí ship nhé. Mặc cả phí ship có lẽ là Hùng cũng sẽ ngừng tư vấn, cũng sẽ không bán đâu, sẽ để cho những người dễ tính hơn. Hùng rất thích phục vụ các khách hàng vui tính. Đấy là chỉ tiêu, nói chung là khách hàng mình phục vụ cũng phải, mình cũng phải yêu thích họ, mình yêu thích lẫn nhau thì bán hàng với nhau là mình vui. Đấy, cùng với mẫu đó thì nó cũng là cùng mã thôi, nhưng khác màu. Màu này thì nó trầm hơn, không phải trầm hơn, màu này nó huyền bí hơn, màu tối. Ok, màu đen và kết hợp với cái đế màu vàng nhìn cũng rất là bắt mắt đúng không ạ? Với màu này thì không còn size 39.5, còn size 40, 41, 42 và 43. Số lượng thì cũng chỉ có mỗi size 2-3 đôi, có những size thì cũng hết, cũng chỉ còn một đôi thôi. Vẫn là dòng đế đấy, tất cả công nghệ đều như thế. Đó, da nó vẫn thế nha. Nhưng mà với màu đen thì khi mà ánh sáng chiếu vào thì chúng ta nhìn nó rõ hơn. Đấy,
nhìn đôi giày nó rất tinh tế mà lại thuộc đôi giày tầm trung mà nó giá rất là sale, siêu rất rẻ. Lưu ý nhé, tất cả các mẫu giày ngày hôm nay Hùng giới thiệu đến anh em thì đều là hàng sale, tức là hàng sale của bên hãng Lining Việt Nam, Lining Badminton Việt Nam. Từ cái đợt mà 25 tháng 10 kết thúc ấy, tuy nhiên thì cái đợt đấy thì Hùng bận quay giải nên là Hùng đã dùng tiền Hùng ôm hàng và bây giờ mới có thời gian để đăng bán cho anh em. Chứ bên hãng thì đã hết khuyến mãi từ 25 tháng 10 rồi. Thế nên đây là cơ hội tuyệt vời cho anh em nhé. Đấy. Mẫu giày Lining AI TN043 màu trắng. Mẫu giày này thì Hùng chỉ có duy nhất size 39,5 thôi, tức là nó sẽ tương ứng 39,5 của Lining sẽ tương ứng với size 39 của các hãng khác. 39,5 của Lining sẽ tương ứng với 39 của hãng khác. Và đôi giày này áp dụng dòng đế hoàn toàn mới của Lining. Một mẫu giày áp dụng công nghệ mới của Lining, đôi công nghệ đế này nó ra mắt vào 2017 hay 2018 gì đó, không nhớ rõ lắm, nhưng mà chỉ trong vòng 2 năm đó thôi. Thì nó cũng áp dụng thứ nhất là công dòng đế chống lật. Mọi người có thể nhìn thấy cái chỗ này nó sẽ làm gờ bè ra, vuốt ra ngoài một chút này. Đấy, nhưng mà dáng thì vẫn rất là đẹp, vẫn rất là gọn. Rồi, đôi giày này thì đây mọi người có thể thấy lớp đệm của nó này. Lớp đệm này của nó đánh giá là nó sẽ dòng đế này nhá, dòng đế mới hơn thì nó sẽ êm hơn dòng này, êm hơn dòng cổ điển này. Về độ êm nó sẽ êm hơn. Đế của nó cũng có công nghệ non-manking này và công nghệ multi-flex, chính là công nghệ chống lật, thì mọi người có thể nhìn thấy chữ multi-flex chống lật và công nghệ non-manking. Non-manking thì gần như là hãng nào cũng có rồi, nó là kiểu cao su chống mài mòn. Đấy, tiếp theo đó là chất liệu da. Chất liệu da của đôi giày thì nó cũng da bình thường thôi. Da của nó rất là mềm, rất là ngon. Nói chung là da của giày, các mẫu giày Lining thì anh em hoàn toàn yên tâm là không bong chóc, không nứt, không vấn đề gì hết. Đến lúc anh em đánh hỏng đôi giày, mòn thủng đôi giày rồi thì da vẫn còn nha. Nó cũng dùng kiểu lưới này, Hùng rất thích cái thiết kế kiểu lưới này, đơn giản vì đi vào chân rất dễ chịu và thoáng khí. Đó, và cái phần này nó kết hợp hai lớp, cái này cũng chả cần phải nói làm gì, nhìn nó kiểu nó kết hợp và nhìn hay thôi. Đấy, với đôi giày này thì chỉ có size 39,5 thôi, tức là nó sẽ tương đương với size 39 của các hãng khác. Thì anh em nào mà chân bé và muốn cho mình một đôi giày để cày sân bê tông hay đánh sân thảm thì ok, đôi này rất là ngon đấy. Hùng đã thử đeo rồi, Hùng đã thử đeo dòng đế này rồi, chứ không phải đôi này nhá. Tí Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người đôi giày mà Hùng đeo thử cũng là dòng đế này. Đấy, thì nó khá là êm, một mẫu giày tầm trung nhưng mà về độ êm của nó rất là tốt. Đôi này thì giá gốc là 1,4 triệu, sale còn 750,000, cũng tặng kèm hai quần cài chống chân, một móc khóa và phí ship anh em tự thanh toán nhá. Mấy đứa chơi một xíu anh quay lớp video nhé. Tiếp theo thì Hùng sẽ giới thiệu đến anh em cũng là mẫu giày vừa rồi, AITN043. Đây, màu đen, đôi này cũng dành cho nam. Với đôi này thì Hùng chỉ có size 42 thôi, giống hệt đôi vừa rồi. Đấy, thì Hùng bảo là Hùng đi là đi size 42, thì đi đôi này chân Hùng 42. Thì đi nó rất là êm, tất cả công nghệ thứ nó đều như đôi vừa rồi, nó là một mã mà nhưng mà nó khác màu thôi. Đấy, size 42 cũng 1,4 triệu giảm còn 750,000, quà tặng cũng thế, thì xin anh em tự thanh toán nha. Còn mẫu gì nhỉ, còn nhiều mẫu phết đấy. Chờ một chút Hùng giới thiệu. Ok, tiếp theo giới thiệu anh em một mẫu nữa. Mẫu này dòng đế mới của Lining nhưng mà không phải dòng đế vừa rồi, nhưng nó cũng ra đời cùng với dòng đế vừa rồi luôn. Đôi này cũng đi rất là êm. Đợt này Lining nó có cái lớp giảm chấn này, không biết là lớp gì, nhưng mà nó hấp thụ lực rất là tốt và cái độ êm của đôi giày được tăng lên. Với đôi giày này thì Hùng có size 41 và size 42. Mã của đôi giày là Lining AITP 011, Lining AITP 011 nhá. Size 41 và size 42. Dòng đế này dĩ nhiên là nó cũng là cao su chống mài mòn cao, non mình kinh rồi. Đây non mình kinh và giờ nó có chữ Hùng nhìn không biết. Đấy, cái thứ hai là cái giảm chấn của nó. Lớp giảm chấn của nó khá là dày, đi khá là êm. Đôi này cũng đeo thử rồi, khá là êm. Chất liệu da của nó thì đây, chất liệu da này chúng ta có thể lau một cách dễ dàng, sạch sẽ. Da thì tốt rồi, anh em không cần phải nói. Cái này thì nó cũng dùng lưới thoáng khí, cảm giác sẽ rất là dễ chịu cho chân. Đôi này cũng giá gốc là 1,4 triệu, giảm giá còn 1 triệu, giảm giá còn 750,000 và tặng kèm hai quần cài chống chân, mức quá tương tự ưu đãi như các đôi giày kia. Anh em nếu mà cần hỏi hay tư vấn rõ hơn thì có thể inbox cho Hùng. Tại video nó kéo dài, cũng hơi kéo dài rồi, muốn làm nó nhanh hơn một chút nữa. Thực ra cơ bản thì cũng chỉ có những nội dung như thế thôi. Tiếp theo nữa là Hùng giới thiệu đến mọi người mẫu giày Lining AITM107. Mẫu giày này thì áp dụng dòng đế lâu đời là Lining, dòng đế cổ điển giống đôi đầu Hùng giới thiệu đấy. Với dòng đế này thì độ êm trung bình, chống mài mòn cao, thích hợp cho sân bê tông, sân thảm cũng ok anh em. Và nó có chống lật nha. Đấy, chống lật. Chất liệu da của nó thì nó không dùng lưới, nó áp dụng hoàn toàn 100% là da, nhưng với đôi này da nó khá ngon, khá mềm. Hùng sờ vào Hùng giống thấy giống với da của một số đôi cao cấp, nó rất là mềm. Lỗ thông khí thì nó dùng các lỗ đục này, những lỗ đục này chứ nó lại không chơi kiểu lưới ép kia. Đôi này thì cảm giác nó sẽ nhẹ hơn những đôi khác cùng trong cái dòng này nhá. Hùng cảm thấy đôi này khá nhẹ và da nó khá mềm nên đi sẽ rất là dễ chịu và cũng rất là nhẹ chân. Đôi này thì 1,250,000 sale còn 730,000 quà tặng ưu đãi và phí ship thì mọi người vẫn tự thanh toán nhé, quà tặng ưu đãi tương tự đôi kia. Xem nào, tiếp theo một mẫu giày nữa, cũng là một mẫu giày tầm trung, dòng đế vẫn là dòng đế đó, dòng đế của đôi trước cũng vừa giới thiệu đấy. Chất liệu da này nó da bóng, bên trong là lớp da, bên ngoài nó ép thêm một lớp bóng
như kiểu để chống nước anh ạ, nó kiểu như thế. Dĩ nhiên là nó không thể không để không phải để chống nước, nhưng mà như này có thể cho anh em dễ dàng lau chùi, nào lau chùi cho dễ dàng. Cái này nó hở ra đúng một tí cái thoáng khí thôi. Lòng đế thì vẫn thế, chất liệu da thì vẫn là rất là ok và sẽ không bao giờ bị vấn đề bong chóc các thứ. Đôi này cũng là rộng gấp 1.250.000 nhưng nó giảm siêu sâu hơn một chút với đôi trước, nó siêu còn 700 đây. Nhìn nhá, siêu còn 690.000. Cũng tặng kèm hai quần cà chống trơn, một móc khóa phía trước anh em tự thanh toán. Với mẫu giày này thì có một số đôi bóc của nó bị hỏng ấy, thì bóc của nó bị hỏng thì mình sẽ có thể là gửi sẽ kèm thêm cái bóc khác, không phải bóc gốc của nó. Tuy nhiên anh em có thể check code trực tiếp trên giày, mã code trên giày ở trên bên trái này, anh em hoàn toàn yên tâm là có thể kiểm tra được hàng chính hãng, không phải lo vấn đề chính hãng hay là kém chất lượng. Với đôi nào mà không có bóc thì mình sẽ để giá là 650, còn đôi nào nguyên bóc thì để giá 690. Xem nào, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một số mẫu giày nữ, nam hết rồi đấy, các mẫu giày nam tầm trung anh em đấy. Đây, đôi này thì cũng thuộc dòng 1.4 triệu, dòng đế mới của Liên Minh hồi vừa nãy Hùng giới thiệu rồi. Màu trắng. Nó giống hệt đôi AITN043 lúc nãy Hùng giới thiệu, màu đen mà size 41-42 đấy. Thì đây là màu của nữ, AITP004 của nữ. Giá gốc 1.4 triệu, sale còn 720.000 thôi nha. Với mẫu nữ này thì Hùng sale sâu hơn. Đây là mẫu nữ duy nhất mà Hùng có đủ size từ 37 đến 39, 37, 38, 39. 1.4 triệu, sale còn 720.000. Cũng tặng kèm một móc khóa cầu lông và một đôi tất nữ nha. Đây là giày nhìn màu trắng rất là đơn giản và đẹp. Lần trước thì đôi này Hùng nhớ Hùng order cho khách tận 950 mà chờ mất một tuần cơ. Nhưng đây có đợt sale 750.000, một đôi giày rất là ngon. Cái đôi này, giày này thì là hàng nhập khẩu chính ngạch anh em. Hàng nhập khẩu chính ngạch của đóng thuế. Đa phần các mẫu giày hôm nay Hùng giới thiệu với mọi người đều là hàng nhập khẩu chính ngạch hết, không phải hàng sách. Hùng làm cả hàng sách và hàng chính ngạch. Nhưng mà bình thường thì hay làm hàng sách hơn. Nhưng mà đợt vừa rồi có khuyến mãi của hàng chính ngạch nên là Hùng cũng làm luôn. Tội gì không em. Tiếp theo một mẫu giày nữ nữa thì cũng đã giới thiệu với mọi người khá nhiều lần rồi. Vẫn dòng đế cổ điển của Liên Ninh. Đấy, chất liệu da của nó là kiểu da bóng, có thể lau sạch đấy. Chất liệu da da bóng. Và kết hợp với nó dùng cái công nghệ nó đen lưới này. Rất là mềm, chạm chân rất là cảm giác nó dễ chịu và cái bên trên nó ép nhiệt da lên. Các hoa văn nữa nhìn rất là đẹp và yên tâm mà không bao giờ bị bong nha. Công nghệ ép nhiệt của Liên Ninh rất là đỉnh. Đôi này thì giá gốc là cũng 1.250.000, thì cũng sale còn 720, tuy nhiên thì mẫu này khá là hot. Bên Hùng chỉ còn duy nhất size 39 thôi, chị em nào chân đi size 39 thì liên hệ Hùng. Quà tặng vẫn thế. Tiếp theo một đôi giày nữa. Với đôi giày này thì còn size 37-38. Đôi giày này là mã Lining AITM074 và mẫu nam của nó cũng giống như gần giống như này, đó là AITM081. Giá gốc của nó là 1.750.000. Đây là một mẫu giày nữ tầm cao và đang được sale rất sâu. Hùng chỉ kiếm được vài đôi, bây giờ chỉ còn duy nhất một size 37, một size 38, một đôi size 37, một đôi size 38. 1.750.000 sale còn 780, cũng tặng một móc khóa và một tất nữ nha. 780 về phí ship thì khách hàng tự thanh toán. Đối với dòng đế này, đây là dòng đế ra mắt vào tháng 6 năm 2017 của Liên Ninh. Với đặc điểm đó là chống lật, bám nền và rất là nhẹ, rất là êm. Đôi giày này thuộc về tầm cao rất là đáng đi. Nhẹ, chống lật, êm. Đấy, tầm cao nhé, 1750 tầm còn. Đây 0.4, còn đúng hay sai thì size 37, bây giờ size 38. Còn gì không nhỉ? Đây. Còn một đôi size 37, cũng là mã AITM074 vừa rồi, nhưng mà đây là màu hồng. Với màu hồng này thì nó đắt hơn một chút. Đôi kia là 780, đôi này sẽ là 850, còn duy nhất một đôi size 37 màu hồng. Đôi này bình thường Hùng order cho khách trước kia chưa bao giờ giá dưới 950 hết. Tuy nhiên đôi này còn một đôi size 37 và Hùng cũng kiếm được giá tốt hơn để giá 850, cũng tặng một tất và một móc khóa. Đây, da nó rất là mềm. Da rất là mềm luôn. Đi đôi này rất là êm nhẹ và cực kỳ dễ chịu chân, đi thích lắm, rất là thanh thoát chân. Đấy thì tất cả các mẫu giày nam tầm trung và mẫu giày nữ thì Hùng đã giới thiệu đến anh em trong cái video này rồi. Rất là hy vọng anh em có thể lựa chọn cho mình một mẫu giày hợp lý nhất, ưng ý nhất, thích hợp với cái điều kiện của mình nhất, có thể là đi đến sân bê tông hoặc là có thể là anh em không có nhiều tiền để đầu tư một mẫu giày đắt tiền, thì anh em với những số tiền rất là hợp lý thì có thể đầu tư cho mình một mẫu giày rất là phù hợp. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người trong các video tiếp theo của Sport Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một dụng cụ bảo vệ, đó là một chiếc bó gối to đến từ thương hiệu Outline. Theo Hùng đánh giá thì đây là cái thiết kế bó gối to thực tế nhất và đáng dùng nhất trong tất cả các thiết kế bó gối trên thị trường hiện nay, và mọi người hãy cùng Hùng tìm hiểu nhé. Ok, bó gối to thì có hai chức năng chính, đó là chức năng bảo vệ và chức năng hỗ trợ. Chức năng bảo vệ thì giúp bảo vệ đầu gối của chúng ta khỏi những chấn thương hoặc là những lực tác động đột ngột đến đầu gối khiến chúng ta bị chấn thương như đứt dây chằng hay là trịch bánh chè, hoặc là đơn giản khiến đầu gối chúng ta bị đau nhức, đúng không ạ? Bảo vệ gối đến từ thương hiệu Outline thì nó có công nghệ và thiết kế rất đặc biệt, đó là hai lớp silicone, hai đường may silicone trên và dưới, giúp cho chiếc bảo vệ gối không bị trượt khỏi phạm vi của nó, tức là phạm vi đầu gối của các bạn. Lớp silicone đó là công nghệ vô cùng đặc biệt. Cùng đó các bạn hãy quan sát ạ. Chiếc bó gối có các đường may rất chắc chắn, có một miếng silicone
ở giữa có một miếng silicon tròn ở giữa giúp bảo vệ đầu gối của bạn khi các bạn không may bị ngã chống đầu gối xuống thì sẽ không bị chấn thương. Cùng với đó nó có 3 đai, đai trên, đai dưới và đai giữa, nó giúp cho cái bảo vệ gối này nó càng trở nên chắc chắn. Cùng với đó là công nghệ lò xo. Cái công nghệ lò xo này thì Hùng cũng không hiểu nó để làm gì. Ok, mọi người hãy cùng quan sát ạ. Đây là chiếc bó gối sau khi đã được bó lên chân. Nó có 3 đai và nó đã có 2 lớp silicon bên trong giữ đầu gối rất chắc chắn và miếng silicon ở giữa, đảm bảo rằng đầu gối của các bạn sẽ được hỗ trợ lực rất là nhiều cũng như là bảo vệ đầu gối rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Hùng.